Cô xin chào các em nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào học cái bài học đầu tiên trong chương trình tiếng Anh lớp 10. Thì đối với cái những cái bài giảng của cô á, thì cô sẽ tổng hợp từ hai cuốn sách là chương trình tiếng Anh cũ và chương trình tiếng Anh thí điểm qua cái phía bài tập này. Tức là những cái gì về ngữ pháp và từ vựng hay thì cô sẽ tổng hợp ra cái phần bài tập này cho các em. Tại vì các em thấy khi mình đi thi trung học phổ thông đi ha, người ta đâu có phân biệt đâu là chương trình tiếng Anh thí điểm hay là chương trình tiếng Anh cũ, đúng không nào? Và cái thứ hai á, thì thật ra cái phần ngữ pháp với lại cái phần từ vựng nó cũng gần gần giống nhau. Nó gần gần giống nhau, tức là những cái chủ đề của nó giống nhau. Chứ người ta không thể là mà làm hai cuốn sách khác nhau hoàn toàn được. Mà nó cái chương trình tiếng Anh thí điểm là cuốn sách ra sau thì nó nâng cao hơn, đúng không? Những cái cuốn sách của nó cũng dễ đọc hơn, màu mè hơn, rồi mang tính thực tế cao hơn, chứ không phải mang theo tính gọi là giáo khoa, thì cũng cái thì nè, cũng phát âm nè, đúng không? Bên đây chương trình tiếng Anh thí điểm cũng vậy, đây cũng thì cũng phát âm, nhưng mà các em thấy không, hai cái màu luôn, thấy không? Bên đây thì màu sơ sơ thôi, nhưng bên đây đủ màu đủ sắc hết trơn, đấy, cho nên là dĩ nhiên thì chương trình tiếng Anh thí điểm đọc thì nó hay hơn so với chương trình tiếng Anh cũ. Nhưng mà cô sẽ tổng hợp cho các em những cái gì hay nhất trong cái bài kiểm tra này. Cho nên chúng ta sẽ học thông qua những cái bài kiểm tra như thế này nha, gọi là phiếu bài tập, được không nào? Và một cái unit như thế này thì chúng ta sẽ làm 2 đến 3 bài, 2 đến 3 cái phiếu bài tập như thế này. Đó là các em, bạn nào cũng học được hết. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần bài học nhé. Ở đây là bài học cho nên là cô sẽ dạy kỹ hơn. Cái nào là phần học thì cô sẽ dạy kỹ hơn, kỹ hơn, chi tiết hơn. Còn thi là chúng ta tổng hợp nhiều thứ mà. Còn đây bài tập của Unit 1 thì chúng ta sẽ làm kỹ phần bài tập của Unit 1, Unit 2, Unit 3, sau đó là chúng ta sẽ làm bài một tiết. Đó, ý như vậy. Đó, được chưa? Nhà các em phải cố gắng nha. Môn toán không có bạn nào 10 điểm thì môn Anh phải cố gắng có bạn 10 điểm nhé. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bài học. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần đầu tiên các em nhé. Phần đầu tiên người ta yêu cầu mình là đánh dấu vào cái đáp án ABCD. Thì phần này thì chúng ta làm rất là nhiều trong các đề thi rồi, đúng không nào? Đó, khoanh những cái đáp án nào mà có phần phát âm khác với còn lại. Thì đối với phần này thì cô giảng cho các em như thế này. Cách học là các em sẽ ghi ra cái phần phiên âm trong cái từ điển Cambridge Dictionary. Xong đó là các em đọc theo cái phần phiên âm này. Cái nào có phụ âm thì mình bật ra. Rồi cái phần nguyên âm này, cái phần mà người ta bảo mình đi tìm á, thì đọc như thế nào, đúng không? Đấy. Rồi sau đó các em dịch tiếng Việt ra cho cô, dịch từng từ một nhé. Phải biết được nghĩa của nó. Học kỹ như vậy thì khi mình đi thi, mình gặp lại cái từ đó mình biết hết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm câu số 1 các em cho cô đi, đáp án đi ha. Ở đây mình có từ gì em? Các em thấy chữ Y nè, người ta phát âm là phiên âm ra là chữ Y nè, đúng không? Chữ Y này, phiên âm ra chữ Y nè. Chữ Y nè, chữ Y nè, chữ Y nè. Nhưng mà ở đây là ai thêm chữ A nữa. Đấy, như vậy thì cái câu này là khác nhất, đúng không? Như vậy chúng ta bây giờ chúng ta sẽ đọc theo thôi. The dinner, 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 cái chữ ơ này các em đọc là mơ nhá. Dinner, chữ E mà ngược á. Dinner thì ở đây cái nhấn âm 1 nghe không? Dinner, bữa tối. Tiếp theo, đọc từ tiếp theo. Drink, drink, chữ K này mình bật ra. Drink, drink. Như vậy là cái này là uống rượu hay uống nước, phải ha? Phải không, là chữ Y. Tiếp theo là câu C các em. Câu C thì các em có gì? Drive, drive. Lặn, tôi nghĩ là lặn, lặn xuống nước em. Drive. Đó. Như vậy thì ở đây âm Y mà phát âm thành gì? I. Đó, như vậy câu C khác đó. Còn cái này cũng là chữ Y luôn. Chữ tờ với chữ sờ cong này mình đọc là children, children, đó. Children. Đó. Rồi, như vậy thì ở đây các em có cho cô đáp án câu 1 là C nhé. Rồi câu số 2. Tức là bây giờ các em nhìn vào cái từ này, nếu như thực sự các em không tra từ điển, tức là các em không hề biết, coi như là một cái từ mới đi, thì dĩ nhiên các em sẽ không biết cách đọc của nó sao cho đúng. Ví dụ như cái tờ này này, những cái từ mà cô đánh dấu như là từ vựng mới nha, từ vựng mới trong hai cuốn sách, thì các em phải biết được cách đọc của nó. Ví dụ như giờ các em đọc gì? Betray hả?
Không đúng đó, cho nên các em đừng có đoán, mà các em phải tra từ điển xem từ này đọc như thế nào, được không nào? Đó, cái link từ điển rồi cô gửi hết cho các em. Cô sẽ làm cho các em những cái phần gọi là từ vựng như thế này nữa, tức là có những video từ vựng riêng của hai cuốn sách chứ không có làm chung. Những cái bài đọc nào hay thì cô sẽ làm từ vựng cho các em. Đó, để các em từ vựng thì phải đọc trong bài đọc nó mới hay, chứ còn từ vựng mà học từng từ rồi các em cũng quên mất hết, các em không nhớ đâu. Rồi, chúng ta qua câu 2 đi. Câu 2 thì người ta bảo mình phát âm cái phần nguyên âm là chữ E với chữ A đúng không? Đó, thì ở đây các em thấy chữ gì đây? Chữ A, người ta biến thành chữ A này, chữ Y nè, chữ Y nè, chữ Y nè. Đó, như vậy thì đáp án khác nhất của chúng ta là câu A. Đó, nhưng mà chúng ta sẽ đọc như thế nào nè? Chữ A này các em đọc bình thường là âm E thôi, ready, ready. Đó, nhấn âm 1 ha, ready. Tí cái phần nhấn âm thì cô sẽ dạy kỹ hơn, ready, phần nguyên âm chữ E nhé. Tiếp theo, cái từ này mình không không đọc mét được, đúng không nào? Ở đây đọc ready nhưng mình ở đây không đọc mét được mà đọc là mit, mit. Và các em lưu ý cho cô nhé, ở đây cái chữ y này nè, nó không có cái dấu hai chấm. Đây, hai cái chữ y này đọc khác nhau. Mình đọc là drink, drink, mình đọc nhanh. Nhưng ở đây là mit, mit. Khi mà nó có hai chấm này thì mình đọc cái hơi dài đó một tí xíu, đúng không? Cái này người ta gọi là y dài đó, đọc là mit, mit, được không? Đó, chứ không có đọc mít 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 nha, đọc mít là sai đó, mit, mit, đó đọc dài đó, mit. Rồi, ok, rồi tiếp nha. Cái này là gì em? Mit, đó là gì? Các em đừng có đọc mít nha, lưu ý cho cô, đừng có đọc là mít 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 ha. Mình đọc là mit, mit, đó là gì? Thịt, đúng không? Mit, thịt. Đó. Cái này là gì em? Cũng là âm y đúng không? Còn cái này là y dài nữa. Đó, âm y, còn cái này là y dài nhé. Y dài. Đó, y hai chấm, mình nào hay nói là y hai chấm. Cái này đọc là chữ A này đọc thành chữ y nè. Còn chữ A thì cũng đọc là y dài luôn nè. Defeat, defeat. Đó không? Defeat. À, như vậy thì defeat nghĩa là gì em? Đánh bại. Không? Đánh bại. Thì cái này là âm y dài. Mình đừng có đọc là defeat, defeat nhé. Mình đọc là defeat, defeat. Ok. Rồi, từ bet này cũng là đánh bại luôn ha, và phát âm ra như vậy. Nếu các em không làm mà các em đọc thành bet hoặc là đọc bit là nó cũng sai, các em phải đọc là bet. Thì những cái âm này ví dụ như người ta cho 1 2 3 xong người ta cho thêm cái từ dinner nữa. Nếu các em không kéo dài ba cái âm này ra, các em sẽ không có đáp án luôn á. Các em đọc vậy, dinner, meet, defeat, bit. Đó, giống nhau hết trơn, thấy không nè? Mình học kỹ như vậy, phải dùng từ điển nhé. Câu số 3. Câu số 3 thì chúng ta, nếu các em học chắc nha, các em lên thi Trung học phổ thông quốc gia, những phần này khỏe lắm, không phải lo lắng. Câu số 3 thì chúng ta có từ chờ đúng không? Chữ chờ phát âm từ phụ âm chờ ra. Đó. Như vậy thì ở đây các em thấy cho cô nè. Ở đây nè có chữ chờ không? Nó thành chữ ca nè. Chữ ca nè. Còn chữ này là chữ chờ nè. Còn nó chữ tờ với chữ sờ công là chữ chờ nhé. Chữ chờ luôn nè. Chữ chờ luôn nè. Chờ này nó nặng hơn cái chờ của mình. Mình đọc là chờ nhưng mà ch. Đó. Tiếng Anh là ch, ch. Rồi. Technology, tech, nè, tech, tech, technology, technology. Đó. Con này đọc là teaching. Các em thấy âm y dài của đọc dài đó không? Teaching, teaching, chứ cô không đọc teaching, teaching nhá. Teaching. Cái này là không có đọc là gì nhỉ? Purchase gì đó không? Purchase không phải purchase. Em thấy âm a không phải a purchase ha. Mà đọc là purchase, purchase. Các em thấy chữ ơ này mà nó hai chấm rồi đúng không? Đó, cô đọc dài đó. Purchase, purchase. Đó, chứ không đọc purchase, purchase nha. Purchase, purchase. Rồi, lunch. Từ này thì quen quá rồi, lunch. Câu A nghĩa là gì em? Công nghệ đúng không? Technology, công nghệ. Teaching là dạy học nè. Purchase là mua nè. Nó bằng với từ buy á. Đó, từ này nó formal hơn. Rồi, lunch là bữa trưa. Rồi, câu số 4 nè. Câu số 4 thì chúng ta chữ y giống không? Chữ y, đó, chữ y. Thì ở đây chữ y này cũng là chữ y. Nhưng mà chữ y này đọc là ai. Còn chữ y này cũng là chữ y đó. Như vậy thì chúng ta chọn câu gì? Câu C, và chúng ta đọc như thế nào nha? Kitchen. Kitchen, các em thấy chữ chờ không? Kitchen, đó, cái bếp, kitchen. Còn này là gì? Cái này
người ta hay đọc á, tiếng từ vựng á, người ta đọc là history, tức là có I'm sorry. Now bye Siri. Bye. Until next time. Tức là khi mà cô hay nói chuyện với Siri á, cô hay kêu Siri, Siri, cái này là history, cô phải đọc nhỏ thôi. Là Siri sẽ xuất hiện ngay. Hôm nào cô sẽ làm một buổi nói chuyện với Siri cho các em. À cũng hay lắm nha. Hoặc là nói chuyện với chị Google mà nói bằng tiếng Anh chứ mày nói tiếng Việt nhé. Hay lắm á. Rồi à, từ này đọc đọc ra là nó sẽ hiện ra nữa nè. À, mình đọc là history nha em. History, đọc nhanh lên ha. History. Chứ không ai nói chuyện mà đọc history, history, đọc history, history. Đấy. Như vậy thì ở đây đại khái là chữ này là his, đúng không? Còn này là time, time. À, còn này là finish, finish. Từ này là hoàn thành nè. Từ thời gian nè. Lịch sử nè. À, như vậy thì chúng ta khoanh vào chữ time. Ok. Câu số 5. Câu số 5 thì các em lưu ý là các em đừng có mất kiên nhẫn đối với phần này nhé. Đây là mình học chứ không phải mình thi đâu, mình khoanh 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 cho xong ha. Phải phải thật là kỹ ra. Tiếp theo nhé. Từ này là gì? Âm y đúng không? Thì ở đây người ta phát âm, phiên âm ra là âm ai, chữ ai nè, chữ y nè, chữ ai nè, đúng không? Như vậy cái này làm gì? Arrive, arrive, arrive là đến nè, fit. Là fit là phù hợp đấy em ha, fit là phù hợp. Cái từ này thì cũng hay, người ta hay nói ở trên những chương trình TV á, thrive, thrive. Các em lưu ý dịch chữ nhớ kẹp cái lưỡi giữa hai cái hàm răng á. Thrive là cái này là kiểu như là sự phát triển rất là mạnh mẽ ha, phát triển mạnh. Từ này là drive. Drive là lái xe đúng không nào? Lái xe, drive. Như vậy thì ở đây chúng ta chọn đáp án gì nè em? Ai, 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 chỉ có mình cái này là fit. À, thấy chưa? Rồi, chúng ta qua tiếp cái phần 2 nhé. Rồi, nhớ các em phải đọc lại, đọc theo cô ha, sau đó là dịch nghĩa ra. Nếu như bạn nào mà học một lần tối nay xong thì thôi, khỏi học lại nữa. Còn bạn nào vẫn chưa nắm chắc thì chúng ta lại lấy tải phía bài tập về, hoặc là chúng ta lại mở video lên học lần nữa. Đừng có học theo kiểu coi coi xem là rồi nha em, là coi như là trả lại cho cô hết. Rồi câu số 6 đến câu số 10. Năm câu này người ta yêu cầu em là phải nhấn trọng âm. Đây là cái phần mà trước khi thi ha, các bạn hỏi cô rất là nhiều, nhưng mà thực ra không có cái mẹo gì hết trơn á. Mẹo thì có nhưng mà ít lắm. À, người ta ra thi chứ ít gặp mẹo lắm em ha. Rồi bây giờ chúng ta xem thử nè, học ngoại ngữ mà cứ đi học mẹo hoài, là đi nói chuyện với người ta làm sao mà nói mẹo ra được, nhớ cái mẹo gì đâu mà nói, đúng không? À. Rồi tiếp theo nhé. À, chúng ta thấy cái dấu sắc nè các em, có những cái quy tắc như thế này được không? Đầu tiên là dấu sắc đi trước, đến bằng thanh ngang rồi đến dấu quyền. À, chúng ta sẽ ưu tiên dấu sắc trước. À, ưu tiên dấu sắc trước đến thanh ngang, rồi tức là không có dấu gì rồi đến dấu quyền nha. Ví dụ nha, cô sẽ dạy kỹ cho các em, chọn đáp án luôn cho cô đi, hay là cái này cái phần này học kỹ đi, cô zoom lên. Ví dụ như các em thấy cho cô này, ở đây người ta đánh dấu này đúng không, trong từ điển người ta sẽ đánh dấu như vậy, thì các em sẽ đọc như thế này nè. À, cái này cô đánh ra thì nó lúc thì cô để dấu gạch, lúc cô không để dấu gạch á. Rồi đại khái là bỏ dấu gạch đi nha, có hai dấu gạch mà lúc cô xóa đi. Cái dấu gạch này nó là như thế này nè. Rồi thì ở đây các em lưu ý cho cô nè, cái từ in, in mình nhấn âm dấu sắc đúng không? In, interest, interest, interest. À, cái chữ chữ e đầu ngược mình đọc thành chữ ơ đó, interest. Như vậy thì dấu sắc đúng không nào, cái này dấu sắc đó. Như vậy thì âm một nó nằm ở đó. Tiếp theo nhé, middle, middle, như vậy thì cũng là dấu sắc luôn đúng không nào. Người ta nói là cái âm nó ở đây, nhấn âm ở đây thôi chứ không phải cái này là dấu sắc nha các em nha, đôi khi nó là thanh ngang đó. Middle. Rồi tiếp nha, là cũng nhấn âm một đúng không, cái này nhấn âm một, cái này nhấn âm một. Tiếp theo nha, wonderful, wonderful, như vậy là cũng nhấn âm âm một đúng không, cũng là dấu sắc luôn. Tiếp theo nhé, announce.
Cái em thấy người ta đánh dấu sắc ở đây, cái dấu âm ở đây, nhưng mà người ta đâu có đọc announce, đúng không? Đâu có đọc dấu sắc đâu. Người ta đọc thanh ngang, announce. Cũng không có đọc announce, mà đọc announce. Như vậy nó không phải dấu sắc, cũng chẳng phải dấu quyền. Như vậy nó thuộc thanh ngang. Như vậy chúng ta sẽ biết được cái âm của nó nằm ở đây. Ok. Thì khi đi thi các em đâu, các em đọc quen từ chứ các em đâu có được cái phần gọi là có cái phần phiên âm này ra đâu. Cho nên là các em phải đọc cho quen miệng ha. Đọc cho quen là biết thanh đó là thanh ngang. Ví dụ thanh này thanh ngang nè. Và nó nhấn âm 2 nè. Và dĩ nhiên chúng ta chọn câu đi, được không? Đấy. Đó là phương pháp làm bài. Các em gặp từ vựng nào các em cũng làm như thế này thì đi vô bài thi thì đâu có sợ mấy cái câu này nữa đâu. Hả? Rồi tiếp theo nhá, chúng ta sẽ đi dịch từng từ này ra. Hả? Interest. Interest là quan tâm nè, thích thú này ha. Middle là ở giữa nè. Wonderful là gì nè? Tuyệt vời ha. Wonderful. Announce. Announce thông báo. Rồi. Tiếp câu số 7 nhá. Câu số 7 thì các em comment cho cô đi, nó nhấn âm máy. Nhấn âm máy, zoom lên nha. Mình học thôi, hôm nay mình học thôi nha. Nhấn âm máy, nó học kỹ. Câu số 7 nhấn âm máy đi em. Ở đây các em thấy nè, occupation. Ở đây thì có một cái mẹo, tức là trước cái duration này chúng ta nhấn cái chỗ này, được không? Nhấn cái ấy ha, occupation, occupation đó. Như vậy thì chúng ta có một cái mẹo đó thôi, occupation. Câu này có mẹo nhưng mấy câu sau không có mẹo. Đó, thấy chưa? Đâu phải cái nào cũng có mẹo đâu. Đó, occupation như vậy, occupation, occupation như vậy chúng ta nhấn âm 3 tiếp nhá. Rồi. Như vậy thì ở đây nhấn âm 1 đúng không? Đó, mình thấy dấu sắc ở đó đang nhấn âm 1. Nhưng mà ở đây mình đọc thế nè. Cái âm e bằng mô này các em đọc mở miệng hết cỡ cho cô nhé. National, national đó, national đó, mở miệng hết cỡ national đó. Càng mở miệng càng to càng đọc hay national. National chỉ xin em national nha. Nhấn âm một đúng không, nhưng mà cũng là dấu sắc nè. Câu C đọc sao các em? Câu C đọc natural, natural đúng không? Natural. Như vậy thì ở đây cũng là âm 1, natural, natural. Tiếp theo nhá, câu đi người ta đọc là gì? Cũng là âm e, các em thấy không? Đó, cái âm e bằng môi nè. Bằng môi là đọc bằng cái đọc to nhất có thể thì cái miệng nó bằng ra. Rồi. Passenger, passenger như là gì? Passenger nhưng mà lại cũng là âm 1 đúng không? Đó, như vậy thì ở đây 1 hết. Ở đây là có một cái này âm 3 thôi. Occupation. Rồi. Như vậy thì ở đây các em dịch nghĩa ra cho cô nhá. Phải dịch nghĩa, đừng có học một không dịch nghĩa là coi như không có học luôn. Tiếng Anh phải dịch ra được tiếng Việt thì chúng ta mới làm bài tập được. Occupation là nghề nghiệp nè ha. National là gì? National là quốc gia, được không? Thuộc về quốc gia. Đó. Tiếp theo nhá. Từ natural là gì? Tự nhiên nè. Natural là tự nhiên. Passenger là hành khách nè, hành khách ở trên một cái chuyến tàu, một chuyến xe nè, passenger. Rồi. Tiếp theo câu số 8 nè. Câu số 8 A B C D cho cô đáp án trước đi. Các em nhìn mấy cái dấu thì các em sẽ xác định được nó âm thứ mấy nha. Cái này mình thấy dấu sắc ở đây đúng không? Này cái dấu trọng âm nó ở đây đúng không? Đó, mình nói là âm 1 nè. Cái này là âm 2 nè. Mình xác định âm trước đi ha. Thôi cô để im luôn, không biết các em có nhìn thấy không nè. Nó chữ cái phần phiên âm này cô viết ra nó hơi nhỏ. Tại viết to là nó sẽ lắng qua cái chữ bên kia. Rồi, cái này là nhấn âm 1 đúng không? Cái này là nhấn âm 1 luôn. Như vậy đáp án của chúng ta là câu B. Nhưng mà các em phải đọc như thế nào đúng không? Biết có phiên âm nhưng mà chúng ta đọc như thế nào? Mình đọc cái này là office. 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 Thấy chưa? Là nhấn âm 1 nè. Như vậy dấu sắc đúng không? Result. 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 Như vậy thì ở đây là âm 2. Result. Các em thấy âm dấu quyền nè. Ở đây dấu quyền đúng không? Re là dấu quyền nè. Result. Result. Như vậy thì result. Nó đâu có dấu đâu. Như vậy nó thanh ngang. Như vậy thanh ngang nó phải đứng trước. Đúng không? Sắc. Ngang. Quyền. Như vậy thì ở đây thanh ngang phải đứng trước. Đúng không? Phải ưu tiên. Đó. Tiếp theo. Mình đọc là gì? Pedal. Pedal. Như vậy thì ở đây mình có âm 1 đúng không? Pedal.
Rồi, tiếp theo nhé. Mình có từ modern. Modern thì để đây cũng nhấn âm một luôn, modern, đúng không? Rồi, như vậy thì ở đây mình nghĩa dịch nghĩa ra. Office là văn phòng nè, đúng không? Result là kết quả nè. Pedal là bàn đạp nè. Tiếp theo là modern là hiện đại, đúng không? Modern. Em nhớ cái chữ N này mình phải đọc ở trong cái cổ họng mình, nó phải phát ra một cái modern. Tiếp theo câu số 9 nhé. Câu số 9 thì ở đây mình có, rồi câu 8 cũng phải đáp án rồi, câu 9 thì đây mình có cái từ này nè. Ở đây thì mình có routine. Routine, như vậy cô đọc cái em nhớ nhà ru. Ru cô cũng đọc lâu hơn một tí xíu. Teen cô cũng đọc dài hơn một tí xíu. Routine, routine. Như vậy thì ở đây gì nó có cái âm hai chấm chấm nè. Đó, giờ cho nên là ở đây mình có âm 2 nhá. Âm 2, bây giờ xác định âm trước đi ha. Cái này là âm 2. Cái này là âm mấy em? Âm 2 luôn, đúng không? À, còn này mình này âm 1 mấy. Đó. Âm 1. Như vậy thì ở đây chúng ta xác định được rồi, nhưng mà chúng ta sẽ đi đọc nhá. Đọc thế nào? À, cái này là routine. Như vậy là dấu sắc hay dấu quyền? À, như vậy hay là thanh ngang? Ru là dấu quyền, đúng không? Teen, teen nó đâu có phải routine đâu, đúng không? Teen là dấu sắc, còn này routine dấu quyền. À, thanh ngang, routine không có dấu, teen 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 không có dấu. Tiếp theo nhá. Continue, continue, continue. À, từ new các em thấy hai chấm cũng đọc dài nên continue, continue. Continue dấu sắc, continue. Này dấu quyền đúng không? Continue, new là thanh ngang. Như vậy ở đây có ba cái này các em lưu ý nè. Dấu quyền nè, thanh ngang nè, dấu sắc, đúng không? Thì người ta ưu tiên cái trọng âm nó rơi vào dấu sắc. Continue, continue. Ok. Rồi, tiếp. À, cái từ announce thì chúng ta đã làm rồi, đúng không? Rồi, chúng ta qua tiếp câu đi luôn nè. Câu đi thì mình có từ panic. Panic, các em nhớ cái âm e này đọc ra nhé. Panic. À, panic. Như vậy thì ở đây chúng ta panic. À, dấu nặng nữa chứ, dấu nặng thì khỏi cần bàn luôn đi. Panic. Như vậy thì ở đây chúng ta có dấu sắc, đúng không? Đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào dịch nghĩa cái từ này ha. À, học phần này thì thực ra nó không có hay bằng cái phần ngữ pháp, nhưng mà phần này nó giúp ích rất nhiều cho các em. Cái phần mà các em, nếu như bạn nào có thi listening hoặc là có bạn nào mà thi cái phần speaking á, đó, thì cái phần này rất là quan trọng. Các em đọc sai là coi như không được điểm gì luôn. Đọc sai là nghe không được, nghe không được, nói cũng sai luôn. À, routine là thói quen hàng ngày nè. À, từ đây là từ vựng trong sách giáo khoa nha. Rồi, continue. Continue là gì? Tiếp tục. Announce, từ này thì chúng ta học rồi. Announce, thông báo nè. À, đây đây. Rồi. Panic, từ này là hoảng sợ, đúng không? Hoảng sợ, hoảng hốt á. Tiếp theo nhá, câu số 10 nè. Câu số 10 các em cho cô đáp án đi. Rồi, cho cô đáp án cái từ này là gì em? Âm 2 đúng không? Cái này âm 2. Cái này cũng là âm 2. Cái từ này là âm 1, từ này là âm 2. Như vậy đáp án của chúng ta là câu C. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích nè. Thì ở đây chúng ta có dấu gì các em? Contain, contain. À, em đọc được contain đúng không? Contain, như vậy không có dấu thanh ngang. Nhưng mà ở đây dấu quyền cho nên chắc chắn cái nó sẽ rơi vào cái thanh ngang. Contain, contain. Ok. À, tiếp theo nhá. Event, event. Cái này cũng là thanh ngang này, nhưng mà y là dấu quyền này. Event, event. À, holiday, holiday. H là dấu sắc nè, L là dấu quyền nè, day là, L là thanh ngang nè, day là dấu quyền nè, đúng không? Holiday. Instead, instead. Như vậy instead dấu sắc đúng không em? Instead. Đấy. Như vậy thì chúng ta ở đây chúng ta chọn câu C và chúng ta sẽ đi dịch nghĩa nhé. Đó, cứ các em cứ làm tuần tự như vậy, gặp từ nào các em cũng làm ba cái bước đó cho cô. Bước đầu tiên chúng ta sẽ xác định trọng âm của nó là gì. Đó. Thêm một bước nữa là bước tiếp theo là chúng ta sẽ phát hiện âm nó như thế nào nè, đúng không? Rồi bước thứ ba là chúng ta đọc nó ra bằng tiếng Anh. Đó, khi phiên âm ra thì các em đọc bằng tiếng Anh, sau đó thì các em dịch ra tiếng Việt. Đó, từ nào các em cũng làm như vậy thì tiếng Anh các em sẽ giỏi rất là nhanh. Thật sự luôn á. Rồi tiếp theo nhá. Câu A mình đọc như thế nào? Câu A là nghĩa là gì nhỉ? À, contain là chứa đựng em ha. Event,
sự kiện, holiday, kỳ nghỉ, instead. Instead là đi với giới từ of. Of, à, gọi là thay thay vì cái gì đó. Từ này chúng ta hay gặp trong những cái bài đọc của chúng ta hồi chúng ta thi tuyển sinh lớp 10 ha. Ok, bây giờ chúng ta qua tiếp cái phần cô chế đáp án hết chưa nhỉ? Cái này thì cũng không quan trọng đáp án lắm, tại vì miễn sao các em đọc đúng được cái từ đó rồi, còn khi mà chúng ta thi á, thì chúng ta mới quan trọng ha. Rồi chúng ta qua tiếp cái phần 2 nhé. Rồi bây giờ các em cho cô đáp án câu 11 đây nè. Câu 11 thì các em chắc chắn phải làm được hết rồi. Ở đây chúng ta sẽ học về thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành nhé. Đấy. Rồi. Câu 11 thì ở đây chúng ta dịch câu này ra ha. À, từ until dịch câu này ra cho chắc nè. Vui lòng đợi please wait for her here until she comes back. À, comes. Cho đến khi cô ấy quay lại, vui lòng đợi cô ấy ở đây cho đến khi cô ấy quay lại. Vui lòng đợi wait for vui lòng đợi cô ấy ở đây cho đến khi cô ấy comes back. Vì chủ ngữ she là số ít cho nên chúng ta phải chia động từ từ come này, chúng ta thêm s vào thì nó là thành as đó. Câu 12 thì các em học rồi nhé. Câu 12 câu này chúng ta còn có viết lại câu nữa. Câu 12 thì ở đây chúng ta có công thức là gì đây? It takes. À, chủ ngữ số ít nè, thì động từ phải thêm s, s. It takes gì nè, somebody là những người, là ai đó đúng không? Cộng gì nè, cộng time, cộng thời gian, cộng to verb 1. Còn nếu quá khứ thì chúng ta ghi là it took, đúng không? Thì ở đây dĩ nhiên là có từ every morning. Every morning là gì? Mỗi buổi sáng như vậy. Tới từ every là hiện tại đơn rồi đúng không? Hiện tại đơn thì chúng ta chọn gì? Câu A. À. Rồi câu 13 nè. À mình dịch câu này chứ nè. Mất như thế nào em? À, mất 15 phút của ai? Của tôi. À, tôi mất 15 phút để đâu? Để to get to school every morning, để đi đến trường vào mỗi buổi sáng. Câu 13 em. Câu 13 mình thấy từ yesterday. À, thấy chưa? Yesterday là thì gì đấy? Cái này là hiện tại đơn đúng không nào? Cái này thì mà chúng ta sẽ chia quá khứ đơn, đúng không? À, quá khứ đơn, như vậy quá khứ đơn các em chọn cho cô đi. Yesterday là hôm qua, hồi sáng hôm qua, thì mình chọn gì? Quá khứ đơn. Đấy. Nó không có thời gian cụ thể, cho nên là nó chỉ nói một cái buổi sáng đó thôi. Như vậy không có thời gian cụ thể, cho nên chúng ta không có chia quá khứ tiếp diễn được. Ở đây là what happened to you yesterday morning? Cái chuyện gì đã xảy ra với bạn vào sáng hôm qua vậy? Cái chuyện gì đã xảy ra với bạn sáng hôm qua? À. Rồi câu 14 nè. Câu 14 thì ở đây các em thấy cho cô là từ finish. À, finish là hoàn thành. Sau cái từ finish thì mình cộng với một cái verb in. Một cái động từ verb in. Đó, cái này thì phải học thuộc thôi, là quy tắc. Rồi, như vậy verb in thì chúng ta chọn câu B. Đó, đây là cái câu mà ra thi kiểm tra một tiết lớp 10 của em đây. À, I'll give you this book as soon as I finish reading. Tôi sẽ như thế nào? Đưa cái cuốn sách, đưa cho bạn cái cuốn sách này ngay khi mà tôi hoàn thành cái việc đọc nó. À, ngay khi tôi đọc xong, được không? Hoàn thành cái việc đọc nó thì là ngay khi đọc xong đó. Rồi chúng ta qua tiếp câu 15, 16 các em. 15. 15 thì ở đây các em thấy với cô là ở đây là educational này nọ đúng không? Như vậy thì đây chia từ, mà chia từ các em thấy ở đây là danh từ films, vì ở đây có một cái verb là động từ rồi nè. Như vậy chắc chắn đây danh từ, chủ ngữ là danh từ. Mà danh từ thì chúng ta cần một cái tính từ để bổ nghĩa thôi, đúng không? Một cái tính từ adjective. Adjective. Đấy, như vậy thì ở đây cái đuôi o này nè, educational, được không? Đấy. Cái việc giáo dục qua phim ảnh, phim mà phim về giáo dục á, nên được gì em? Nên được thực hiện ở trường, có chiếu ở trường, làm ở trường để cho học sinh coi ha. Câu 16 nè. Câu 16 thì ở đây chúng ta, người ta gạch dưới như thế này. Đây là cái câu cũng có trong đề thi luôn, đề kiểm tra một tiết của các em luôn ha. Sau này cô sẽ lấy một cái đề kiểm tra một tiết của một cái trường trung học phổ thông rồi đó, cô cho các em thi nha, làm bài kiểm tra nhé. Thì ở đây là từ give up là bỏ cuộc đó. Cái từ này chúng ta hay gặp
Vào mỗi kỳ thi người ta hay đưa mấy cái hình mà có cái từ này đúng không? Đừng bao giờ bỏ cuộc đó. Như vậy thì bỏ cuộc nó đồng nghĩa với gì em? Nó đồng nghĩa với gì? Stopped. Dừng lại. It was difficult tune là gì nè? Nó là một cái giai điệu khó, nó một cái giai điệu khó. Nhưng mà chúng tôi như thế nào? Không bao giờ từ bỏ cái hy vọng, tức là cái giai điệu đó nó có khó như thế nào đi nữa thì chúng tôi cũng vẫn cố gắng để thực hiện nó, hoặc là gọi là nếu như nhạc sĩ thì người ta sẽ học thuộc hay làm gì đó. Đại khái là cái câu này nhiều nghĩa ha. Rồi, to continue là gì em? Tiếp tục nè, had là có, offered là cung cấp ha. Rồi, chúng ta qua tiếp cái câu 17 nè. 17, các em cho cô đáp án đi. Sau enjoy mình chọn ngay là verb in. Cái này mình học rồi, sau enjoy cộng verb in. Cô ấy như thế nào? Cô ấy là một trong những người, those who là những người mà em thích làm gì? Thích để dành tiền để mua sắm quần áo. Câu 18 các em. Câu 18 thì ở đây người ta cho mình là be used to, đúng không? Công thức thì mình cũng học rồi. Be used to cộng với gì em? Be used to hoặc là get used to cộng verb. Verb in. Anh ấy thường như thế nào nhỉ? Thói quen. Anh ấy thường hay là anh ấy có thói quen như thế nào? Ngủ muộn đúng không nào? Ngủ muộn cho đến khi mà anh ấy hoàn thành cái công việc của anh ấy. Rồi. Câu 19 nhé. Câu 19 thì ở đây chúng ta có những cái từ này khác nghĩa. Nhưng cái cụm từ này các em phải học thuộc là nó nằm ở trong cái chương trình sách tiếng Anh của mình á. Cái từ mà earn someone ha. Earn one đi. Living. One là chỉ của ai đó, cuộc sống của ai đó. Tức là đi kiếm sống thôi nha. Cái cụm này có nghĩa là kiếm sống. Thì trong cái video từ vựng cô sẽ làm cho em những cái từ này. Kiếm sống. Cô ấy như thế nào em? Cô ấy là làm việc như là một người mẫu. Tức là cô ấy là một người mẫu, được không? Để làm gì em? Để kiếm sống vậy thôi. Kiếm sống tức là mình đi kiếm tiền để duy trì cái cuộc sống của mình, gọi là kiếm sống. Câu 20 nè. Cái này earn. Rồi. Choose. Nhưng mà ở đây các em thấy cho cô nè, đó, 4 từ đúng không? Chia từ, mà ở đây các em thấy career là gì em? Career là danh từ đúng không nào? Đó, danh từ thì ở đây chắc chắn phải cộng một tính từ. Nhưng mà ở đây to teach này không có, cái này là verb nè, đúng không? Cái này sở hữu nè, cái này là danh từ. Như vậy thì chúng ta phải mượn một cái động từ thêm in. Đó, chúng ta thêm in vào để biến nó thành tính từ. Đó, như vậy là teaching. Ok, cái dạng này chúng ta gặp rất là nhiều rồi đúng không? Anh ấy chọn như thế nào? Anh ấy lựa chọn cái nghề nghiệp dạy học, cái sự nghiệp dạy học bởi vì anh ấy yêu bọn trẻ, đúng không? Thích trẻ con. Rồi. Câu 21 nhé. Câu 21 thì các em lưu ý cho cô những cái từ như thế này nè. Mình có cái từ hardly. Cái này cũng là một kiến thức trong chương trình lớp 10 nha. Cái này nằm trong chương trình tiếng Anh thi điểm nè. Hardly ever. Nó bằng với từ seldom. Thì những cái từ này thì chúng ta hay gặp trong cái câu hỏi đuôi. Đó không nào? Từ rarely. Và nó bằng luôn với cái từ này nhưng mà thêm gì? Almost never. Đó. Hầu như không bao giờ. Đúng không nào? Hiếm khi. Đó, hiếm khi và hầu như không bao giờ. Như vậy thì ở đây không có cái từ almost ever nè, loại nè. Hardly never cũng không có nè. Seldom never cũng không có. Chúng ta chỉ có một cái hardly ever thôi. Bốn cái từ này nó bằng nghĩa nhau nha. Rồi, Tommy như thế nào nhỉ? Tommy hầu như chưa bao giờ, hầu như không gì em. Không đi đi ngủ nữa ha. Go to bed là đi ngủ trước nửa đêm, đúng không? Tức là ngủ như thế nào? Ngủ trễ đúng không? Hầu như không bao giờ mà đi ngủ trước nửa đêm, midnight là 12 giờ ha. Rồi, bây giờ câu 22 nhé. Mọi người nhìn thấy không ạ? Câu 22, we were watching TV. Ở đây chúng ta thấy cái câu này nè. Cái câu này nè, gặp hoài luôn đúng không nào? Một hành động đang xảy ra ở quá khứ thì có một hành động khác xen vào. Xen vào thì chúng ta chia quá khứ. Quá khứ đơn. Đó, chia quá khứ đơn này không?
chúng tôi như thế nào, đang xem tivi thì cái đèn nó bị tắt đi, cúp điện. Bên chào câu 23 nè. 23 là điền dấu từ nhé. Các em lưu ý cho cô cái dấu từ này nè. Dấu từ mà mình đi học bằng xe đạp thì mình có dấu từ gì nè. By bike. Còn mình đi bộ thì mình gì nè. On foot. Đó. Cho nên câu A là loại nè. Câu B là loại luôn nè. Đúng không? Rồi. Cách xa. Xa từ đâu? Ngôi nhà của tôi á thì nó không xa. Không xa so với gì? So với trường học. Cho nên ở đây mình sẽ chọn là from nhé. Nói là xa từ trường cũng được, hoặc là xa so với trường cũng được. Vì vậy tôi thường đi học bằng xe đạp. I usually go to school by bike. Câu 24 thì sao các em? Câu 24 thì các em ở đây các em thấy là used, đúng không nè? Used. Như vậy thì ở đây nếu mình có be nữa nè. Như vậy thì be used to cộng verb in đó, cũng là công thức đó. Tôi không thường như thế nào em? Thức dậy sớm vào ngày chủ nhật, tức là ngày chủ nhật thì tôi dậy trễ ha. Nè, câu 25 nè. Câu 25 thì chúng ta ở đây cũng là rarely, not, hardly và sometimes. Như vậy thì ở đây chúng ta có từ ever, chúng ta chọn hardly. Jim như nào em? Hầu như không bao giờ đi đến rạp hát nữa ha. Teacher. Rồi câu 26. 26 27. Câu 26 thì ở đây cũng là một cái câu về used to ha. Ở đây nè. Bây giờ á tôi như thế nào em? I don't take the bus. Tôi không có đón xe buýt đi học nữa. Vì hoặc là như tôi đã từng, tức là như tôi đã từng trước đây tôi từng đón xe buýt nhưng bây giờ thì không á. Thì thay vì người ta nói là ai vậy em? I used to take the bus. Người ta ghi lại cái câu này thì người ta rút gọn đi, người ta nói là now I don't take the bus to school as I used to. Đó, thấy chưa? Chứ không phải cái ủa sao used to này cộng cái gì. Thật ra nó sẽ cộng, nếu như cộng nó sẽ cộng cái này nè, đúng không? Đó. Nhưng mà tự nhiên lặp lại cái câu không có hay. Đó. Cho nên người ta rút gọn đi. Rồi câu 27 nè. Câu 27 thì ở đây chúng ta có từ lúc nãy cô nói cái từ purchase là gì em? Purchase là mua đúng không? Như vậy thì mua ở đây chúng ta có từ, nhưng mà cái này quá khứ cho nên phải chọn quá khứ. Là mấy câu C người ta cho từ buy thì chúng ta không có chọn buy nhé. Chúng ta phải chọn đúng cái thì của nó. Tức là thay cái từ này vào trong cái câu này thì nó đúng chính xác luôn. Cô ấy như thế nào nhỉ? Cô ấy mua mua cái cổ phần ha, share là cổ phần ở công ty ha. Mua một số cái cổ phần ở trong công ty. Chứ không phải share là chia sẻ đâu nha. Cổ phần công ty nha. Rồi câu đến bây giờ chúng ta qua một cái bài bài đọc một cái bài đục lỗ đó. Các dạng đề thi của em cũng như vậy. Thì đây mình có cái từ vựng mới là instead of, là cô nói ở trên rồi ha. Rồi thì đây, cái này cô vừa dịch vừa điền cho các em luôn ha. Rồi câu 28. Ở đây mình nói là gì nè? Fishing is my favorite sport. Vì câu cá nha, câu cá là một cái môn thể thao yêu thích của tôi. Tôi thường như thế nào nha? Tôi thường như thế nào? Hàng giờ mà không bắt được cái con nào hết. Tôi thường như thế nào nha? Tôi thường câu cá đúng không? I often fish. Đó. Ở trên này mình lại cho chữ fish. Đây, 28. Tôi thường câu cá hàng giờ mà without, không nè em, sau without giới từ người ta thêm verb in, đúng không? Không bắt được bất cứ con gì cả. But this does not, nhưng điều đó không làm gì em, không làm cho tôi lo lắng. Cái phần này cũng không có khó lắm, các em dịch cùng cô nhé. Mình học một lần thôi, đúng không? But this does not worry me. Some gì em? Fishman là người ngư dân em, người cũng đi đánh bắt cá thì gọi là ngư dân ha. Một vài ngư dân thì are unlucky, không may mắn. Thay vì instead of catching fish, thay vì họ bắt được cái gì em, họ bắt cá đúng không, thì họ như thế nào? Đó, họ gì nhỉ? Ở đây là mình có old boots. Boots là cái đôi ủng em ha. Rubbish là rác nè.
Thay vì bắt được cá thì họ bắt được cái gì? Họ bắt đúng không? 30. Đó. Họ bắt được những cái đôi ủng cũ với lại rác. Tôi như thế nào? Thậm chí còn ít may mắn hơn, less lucky. Đó. Tôi chưa bao giờ bắt được cái gì em? Bắt được thứ gì? Thậm chí là như nào? Thậm chí là không có một cái đôi ủng cũ nữa cơ. Đúng không? After having, sau khi mà dành cái thời gian toàn bộ của cái buổi sáng, whole morning, on the river, trên cái dòng sông đó, thì I always go home. Tôi thường về nhà với gì? Với một cái túi ha, empty bag, một cái túi trống, không có gì hết trơn á. You must, bạn phải, you must fishing. Ở đây mình có verb in. Như vậy thì ở đây mình sẽ có một cái giới từ thêm verb in đúng không? Câu 31 này, give up. Bạn nên như thế nào em? Bạn nên từ bỏ cái việc câu cá đi, bạn nên bỏ cuộc đi, đúng không? Những người bạn của tôi như thế nào nhỉ? Như vậy thì ở đây các em thấy người ta đánh cái dấu này chắc là ai đó nói, đúng không nè? Như vậy thì ở đây chúng ta có câu 32. Nhưng mà các em lưu ý cho cô anh này, say. Những người bạn của tôi mà số nhiều, như vậy thì mình sẽ để là say. Số nhiều luôn nhé. Rồi, it's waste of time. Như vậy thì ở đây là it's waste of time, là thật là lãng phí thời gian đúng không? But they don't. Nhưng họ không như thế nào em? Nhưng họ không realize, go, worry rồi, play. Rồi, như vậy thì ở đây họ, nhưng họ không nhận ra rằng đúng không? Nhưng họ không nhận ra rằng tôi realize. Tại vì cái từ này ấy, em, nó có hai cách viết đó. Nó có thể là realize hoặc là realize. Nè, hai từ này. Cho nên cô hay viết nhầm cái chữ Z này nữa. Thôi kệ nó, không sao cả. Nên có hai cách viết nha. Nhưng họ không nhận ra rằng tôi, I'm not really interested in fishing. Tôi không thật sự quan tâm đến cái việc câu cá. I'm only interested. Tôi chỉ quan tâm đến cái việc ngồi trên, sitting in a boat, ngồi trên cái chiếc thuyền thôi. Doing nothing at all, tức là không làm gì hết, tức là giống như là ngồi thiền trên chiếc thuyền. Tức là ngồi kiểu như mấy ông già già ngồi để cái cần câu đó thôi, chứ không cần biết là có câu được con gì không. Rồi chúng ta qua tiếp cái phần câu. Như vậy ở đây người ta dùng thì hiện tại đơn không các em nhé. Đấy. Nhưng mà có một số cái thì cô chỉ thêm. Mà các em dịch cái bài này lại nha. Dịch kỹ lại để chúng ta có từ vựng. 34 và 35 các em. Người ta yêu cầu mình làm gì nhỉ? Tìm cái từ, tìm lỗi sai đúng không? Ở đây thì mình thấy là thì hiện tại đơn là I always. Thì hiện tại đơn đúng không? Hiện tại đơn thì I never go, I go to school by. Các em lưu ý cho cô nhé. Phương tiện nè, bicycle, rồi car nè, đúng không? Thì nó không có điền mạo từ nhé. Cái phần mạo từ này nè, nó không có dùng mạo từ nhé. Phương tiện thì không có dùng mạo từ. Cho nên ở đây cái đáp án câu đi là câu sai nha. Đó, câu đi là câu sai. Mình phải bỏ mạo từ đi, bỏ cái từ there đi ha. 35 nè. Tôi thường đi đâu em? Đi đến trường bằng xe đạp. Đi học bằng xe đạp. 35. 35 ở đây thì câu A Mr. V. Thì ở đây Mr. Vĩ. Thì ở đây chúng ta nam mà, ai mà đặt V đúng không? Chắc là Vĩ đó. Mr. Vĩ thì leaves. Như vậy thì ở đây có S là đúng nè. The house at. Giờ mà người ta dùng at cũng đúng luôn nè. Nhưng mà câu C sai rồi em. Nó and. Như vậy thì ở đây động từ là VS nè, đúng không? Thì ở đây cũng là V có S. Nhưng mà do chữ E đó cho nên mình thêm S vô thành ES ha. Như vậy thì ở đây mình phải sửa thành gì nè? Arrives. Đó, được chưa? Câu này dịch thế nào nhỉ? Ông Vĩ rời nhà vào lúc nhỉ? Ông Vĩ. Ủa? Ông Vĩ rời nhà vào lúc, em còn thấy không? Rời nhà vào lúc 5 giờ em. 5 giờ 15 đúng không? Và ông ấy đến đâu? Đến cánh đồng là chính xác là 5 giờ 30. Exactly là chính xác 5 giờ 30 là ông đi từ nhà đến cánh đồng là 15 phút. Đấy. Rồi. Chúng ta qua tiếp cái câu 36 nha.
36 các em chọn cho cô đi ABCD. Phần này ngữ pháp chúng ta học rồi nè. Chúng ta có cái công thức là hiện tại, hoàn thành, cộng since, cộng quá khứ, đơn. Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có từ since. Như vậy thì phía sau nó phải là, phía trước là hiện tại hoàn thành đúng nè. Phía sau nó là cũng là hiện tại hoàn thành, như vậy sai đúng không? À, chúng ta phải sửa thành cái gì nè? Quá khứ đơn thôi đúng không? Chúng ta bỏ gì? À, bỏ cái has. Cô dịch cho các em đã. Chúng tôi như thế nào chưa từng thấy Jim kể từ khi anh ấy rời khỏi trường vào năm 2005. In 2005 thì đúng không? Không có gì hết. Rồi câu 37 nè. Ở đây câu C sai nha. Câu C sai. Chúng ta sửa thành left. Câu 37 các em. Ở đây mình có John là chủ ngữ số ít, tại sao là play đúng không? Play nguyên mẫu sao được, phải thêm s vào. Như vậy câu A sai. À, câu này thì dễ đúng không? Thì ở đây chúng ta có từ gì nè? Every afternoon, đó, vào mỗi buổi gì em? À, mỗi buổi chiều. John chơi gì em? Tennis. Chơi tennis với ai? Với Mary và tôi vào mỗi buổi chiều. Rồi. Câu 38. Chúng ta còn 3 câu nữa thôi. Mỗi một bài tập, phía bài tập như thế này chúng ta có 40 câu các em nhé. À, bạn nào cần phía bài tập thì các em comment ở phía dưới nha. Để cô và cần cái phía bài tập mà theo kiểu là có highlight cái ngữ pháp hay không á. Nè, có highlight này hay không nè. Tức là các em cần dạng nào thì cô sẽ gửi cho các em dạng đó. Ví dụ như có cần cái phần này không nè, đúng không? Nếu như cần phần này thì cô để in phần này lại cho các em. Còn nếu như bạn nào không cần thì cô sẽ gửi một cái file Word mà cô đánh mà nó không có cái phần này nè. Đó, để cho các em tự điền vào, tự ngồi ghi vào cho nhớ. Thì các em cần gì các em cứ comment phía dưới nha. À, các em đừng có comment á, để ghi dưới cái comment đó nha, thì cô mới đọc được ha. Đó. Đối với câu 38 này thì người ta yêu cầu em làm gì nè? Biến đổi từ cái câu này sang câu khác nhưng mà nghĩa nó không thay đổi, gần nghĩa nhất, close it nè, gần nghĩa nhất. Và cái phần này thì chúng ta phải đọc hết 4 đáp án thôi, tại vì chúng ta không biết được người ta viết theo công thức gì, đúng không? In the middle of our lunch, vào giữa cái bữa trưa của chúng tôi ấy, thì there was knock at the door, ở đây quá khứ nha, thì có tiếng gõ cửa. Như vậy chúng ta sẽ di quá khứ. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà chúng tôi, ở đây when we này, khi mà chúng tôi đang ăn bữa trưa đúng không, thì có tiếng gõ cửa. Như vậy ở đây người ta chia quá khứ tiếp diễn, cái việc đang xảy ra ở quá khứ thì có một hành động khác xen vào, người ta chia quá khứ đơn. Hôm trước cô có giải đề thì các bạn comment rất là nhiều, hỏi là ủa sao quen các bạn học là quá khứ đơn, các em không có được học kiểu học vẹt như vậy nhé. Sao quen có rất là nhiều trường hợp, không phải lúc nào cũng là quen là quá khứ đơn hết nha, lưu ý nha. Cho nên là các em đừng có kiểu học là duy nhất cái từ đó, sau cái từ đó phải là cái từ đó, thì có rất là nhiều, sau có những từ vừa verb in vừa true verb thì sao. Đó, chúng ta học thì chúng ta phải suy nghĩ lại xem cái này có mấy trường hợp, có trường hợp ngoại lệ hay không. Cô nói rồi, ngoại ngữ luôn luôn có trường hợp ngoại lệ nhé. Rồi bây giờ chúng ta xem thử nè. Như vậy câu này thì chắc chắn đúng rồi đó, phù hợp với cái nghĩa, phù hợp về thì luôn. Rồi câu B thử nhá. Rồi để đó nha, câu B nè. Cô muốn phân tích cho các em để các em thấy cái sai là chỗ nào. When we knock, ở đây người ta nói là có tiếng gõ cửa chứ đâu phải nói là chúng tôi gõ cửa đúng không? Đó, cho nên câu này sai. Chúng tôi không có gõ cửa. Rồi. Chúng tôi khi mà chúng tôi đã hoàn thành cái bữa trưa, vừa hoàn thành cái bữa trưa, người ta nói là đang ăn trưa, in the middle, giữa bữa nè, chưa ăn xong, bỏ luôn. Khi mà cái bữa trưa của chúng tôi như thế nào em? Ở giữa bữa thì có tiếng gõ cửa. Nhưng mà ở đây các em thấy nè, không có một cái liên từ gì. Sorry. Were, xong đây was. Đó, các em thấy là các em thấy một câu có hai động từ là các em loại luôn. Đó, không cần biết nghĩa là gì luôn. Đó. Cho nên chúng ta chọn cho cô là đáp án A nha. Đó, làm kỹ như vậy. Câu 39 nè. Câu 39 thì đây là the game of badminton is always on Tuesday. Cái trò chơi, cái game mà cái badminton ha, là thường gì em? Của họ là thường diễn ra vào ngày thứ ba. Như vậy thì họ chơi vào ngày thứ mấy?
Đầu tiên là nếu như không có thứ thì chúng ta loại nè, đúng không? Không có thời gian chúng ta loại. Tiếp theo nhé, họ chơi badminton thường là vào thứ ba. Như vậy thì ở đây họ chơi badminton thường ngày thứ ba. Không có ai mà nói cái câu tiếng Anh mà dịch y chang cái câu nói tiếng Việt mà tiếng Anh mà dịch ra nè. Họ chơi badminton thường vào ngày thứ ba cả. Mà phải nói là gì? They always play badminton on Tuesday, đúng không? Cái từ always trạng từ nó nằm ở đây nè, nó nằm trước động từ. Nó nằm ở đâu rồi phía sau này, đúng không? Như vậy thì câu B loại nhá. Chúng ta chỉ có câu C là phù hợp đó. Có ở đây hiện tại đơn đúng không? Sau đây have rồi played. Như vậy là hiện tại hoàn thành luôn. Loại nhá. Đó, không hợp với thì luôn. Rồi câu 40 nè. The end of the test. Andrea như nào em? Mặc quần jean á, mặc đồ jean á all the time. Mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng mặc hết. Đó. Như vậy ở đây có những cái từ về chỉ trạng từ, chỉ sự tần suất các em á, chỉ tần suất. Thì các em phải lưu ý cho cô nhé. Có những cái từ như thế này nè. Ở đây mình có những cái từ là always là cái từ gọi là luôn luôn, lúc nào cũng vậy, là nó bằng với cái từ all the time ha. Từ always. Tiếp theo cái từ sometime là nghĩa là thỉnh thoảng nè. Thì lúc có lúc không cũng được. Đó, thỉnh thoảng. Rồi tiếp theo cái từ often nè, often, à, thường thường. Ừ. Như vậy nên nó sẽ cái tần suất của nó sẽ nhiều hơn cái từ sometimes, đúng không? Thường thường. Còn cái từ usually này nó lại nhiều hơn cái từ thường thường. Đó, nhiều hơn cái từ này, đó là thường xuyên. Đó. Thường xuyên. Như vậy nói về mức độ nhé, thì cô có cái từ always là số 1, từ usually số 2, thường thường là số 3 và cái từ sometimes là số 4. Đó, các em phải biết được cái trạng từ chỉ tần suất. Ok, đó. Thì cái bài của chúng ta đến đây thôi. Hôm sau chúng ta sẽ học thêm hai bài nữa, tức là học về test 2, sau đó học test 3, rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển qua unit 2 nhé. Các em cố gắng ôn bài, tải bài về ôn bài. Nhớ comment cho cô cần đề, dạng đề như thế nào rõ ràng nhé. Ok, and see you.